dàn diễn viên phim Trại án sau 12 năm bây giờ ra sao? Bộ phim Trại án được phát sóng trên sóng truyền hình vào năm 2006. Đây là một trong những bộ phim hay nhất thuộc series Cảnh sát hình sự, thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả trên cả nước. Bộ phim cũng làm nên tên tuổi cho nhiều diễn viên. Sau 12 năm, dàn diễn viên ngày ấy của Trại án đã có những bước ngoặt mới trong sự nghiệp, cuộc sống, đặc biệt là diễn viên Việt Anh, người thủ vai Cao Thành Lâm. Việt Anh, thiếu gia Cao Thành Lâm. Việt Anh bén duyên với nghiệp diễn bằng những vai phụ, niềm đam mê phim ảnh cứ thế lớn lên lúc nào chẳng hay. Tuy nhiên anh loay hoay nhiều năm vẫn chưa thể nổi tiếng. Để tiếp tục có thể trang trải cuộc sống nhằm nuôi mộng diễn xuất, Việt Anh phải làm nhiều công việc chân tay, thậm chí là lái xe taxi tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh chấp nhận đóng nhiều vai phụ trong những phim truyền hình không mấy tên tuổi, cát xê cũng rất bèo bọt và đi cùng với nó là việc chẳng ai biết đến tên mình. Mãi đến năm 2007, Việt Anh nhận được vai Cao Thành Lâm trong hai phần của series Cảnh sát hình sự Trại án. Đây là bom tấn của VFC nên được đầu tư rất lớn. Nắm bắt cơ hội, anh đã làm hết sức với vai diễn này và nhận được quả ngọt khi Trại án trở thành bộ phim truyền hình hot nhất thời điểm đó. Có thể nói với Trại án, Việt Anh đã một bước thành sao, trở thành một diễn viên truyền hình được săn đón qua nhiều dự án lớn. Ngoài ra, anh còn nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo, làm MC, đại diện cho các nhãn hàng. Sự nghiệp thăng hoa, Việt Anh nhanh chóng kết hôn với một biên tập viên của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và có một con gái đầu lòng. Những tưởng cuộc sống như thế đã là viên mãn, nhưng những biến cố bắt đầu ập đến. Năm 2009 là quãng thời gian đen tối với Việt Anh. Anh vướng phải tin đồn tình cảm cá nhân với bạn diễn Lý Nhã Kỳ. Đồng thời, công ty do anh gây dựng vướng phải kiện tụng, khiến nam diễn viên bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay. Nam diễn viên chia sẻ, sau vai diễn trong bộ phim Trại án, mọi thứ từ sự nghiệp đến cuộc sống gia đình của tôi đều tốt đẹp. Năm 2009, tôi gặp biến cố lớn, mọi thứ ngẫu nhiên ập đến cùng lúc, gia đình tan vỡ, công ty gặp chuyện kiện tụng, tin đồn với bạn diễn, sức ép dư luận. Chỉ qua một đêm, mọi thứ biến đổi hoàn toàn. Từ việc đang có trong tay mọi thứ, tôi ra đi chỉ với 2 triệu đồng. Ngậm ngùi tuyên bố hôn nhân đổ vỡ khi con gái còn quá nhỏ, Việt Anh trở lại Hà Nội như một cách để tìm lại sự bình tâm. Thay vì rơi vào những bế tắc, Việt Anh trở lại màn ảnh và khẳng định thực lực diễn xuất của mình. Nhiều bộ phim anh tham gia gây được tiếng vang như Chàng trai đa cảm, Chân trời nắng, Tình yêu không hẹn trước, Khi đàn chim trở về 3, Tuổi thanh xuân. Dường như có một sự chuyển mình trong các vai diễn của Việt Anh từ sau đó. Thay vì những vai công tử ăn chơi, các nhân vật mà Việt Anh hóa thân dần được thay thế là những vai trưởng thành đứng đắn. Ai đã từng xem Khi đàn chim trở về 3 chắc hẳn sẽ không khỏi ấn tượng với nét buồn và nghiêm khắc thường trực của nhân vật Thành do anh thủ vai. Trong năm 2017, hai vai diễn trong Người phán xử và Sống chung với mẹ chồng đã đẩy tên tuổi của Việt Anh lên hàng sao hạng A. Có thể nói thời hoàng kim đã trở lại với anh. Không chỉ thế, anh còn khiến khán giả bất ngờ khi công khai tình cảm với bạn gái 9X xinh như hot girl. Hiện cả hai đã có với nhau một con trai nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Phan Hòa, vai Hoa hậu Minh Phương. Cũng giống như Việt Anh, Phan Hòa đến với bộ phim Trại án như một cơ duyên thú vị khi vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề diễn viên. Vai diễn Hoa hậu Minh Phương đem lại cho Phan Hòa danh tiếng cũng như áp lực rất lớn trong sự nghiệp. Cái bóng của Hoa hậu Trại án quá lớn khiến những vai diễn sau của cô khó để lại dấu ấn. Nhớ lại thời làm phim Trại án, Phan Hòa cho biết ban đầu cô được mời vào vai Minh Lý nhưng lại từ chối. Cô thấy mình thích và hợp với vai Hoa hậu Minh Phương hơn. Sau khi kết thúc phần 1 của Trại án, cũng là thời điểm Phan Hòa lên xe hoa về nhà chồng khi con đường sự nghiệp của cô đang tỏa sáng. Nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân đó có phần hơi vội vã vì Phan Hòa mới ra trường, sự nghiệp còn đang ở trước mắt thì nên tận dụng cơ hội để tiến xa hơn với nghề. Nhưng ngày đó, Hoa hậu vẫn khăng khăng với báo giới rằng cô không ân hận về quyết định của mình. Rồi một thời gian sau, cô sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh với niềm hạnh phúc rạng ngời. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình mật ngọt với nhà quay phim Mai Hiền ngắn chẳng tày gang. Sau khi ép cần để vào vai Hoa hậu Minh Phương trong phần 2 bộ phim, thì có thông tin hôn nhân giữa Phan Hòa và Mai Hiền rạn nứt và đi đến kết cục chia tay. Nữ diễn viên chia sẻ, cuộc sống riêng tư hiện tại bình ổn và cô cảm thấy thoải mái, toại nguyện với những gì mình đã có. Giai đoạn khó khăn nhất, một mình vất vả nuôi con tôi đã vượt qua, quá khứ nên khép lại. Giờ đây, khi không còn duyên vợ chồng thì chúng tôi vẫn coi nhau là bạn bè.
Từ biến cố tình cảm, Phan Hòa sống kín tiếng và lặng lẽ hơn xưa. Cô chọn một công việc ổn định tại nhà hát tuổi trẻ chứ không tái xuất màn ảnh như nhiều người kỳ vọng. Mãi đến năm 2014, Phan Hòa mới nhận lời góp mặt trong bộ phim truyền hình Tìm Lại Điều Đã Mất. Song vai diễn của cô khá mờ nhạt và không để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Hương Dung trong vai bà Dung, vợ thứ trưởng. Nghệ sĩ ưu tú Hương Dung là một nữ diễn viên chuyên trị những vai phụ nữ lẳng lơ, mưu mô thủ đoạn. Trong Chạy Án, Hương Dung vào vai bà Dung, người vợ lẳng lơ xảo quyệt của thứ trưởng Cao Đức Cẩm. Dù chồng là một người liêm khiết, nhưng chính vì những thủ đoạn tinh vi của vợ, ông đã bị đưa vào tròng và cuối cùng mất tất cả. Sau khi Chạy Án đóng máy, Hương Dung tiếp tục tham gia những bộ phim như Cầu Vồng Tình Yêu, Gia Đình Thợ Mỏ và xuất hiện với tần suất khá nhiều trên sóng truyền hình. Là một nghệ sĩ có tiếng, nhưng Hương Dung nói, dù thích nhưng không muốn các con theo nghề của mẹ. Chính vì vậy, dù con gái lớn và con trai thứ hai đều đã học đạo diễn và diễn viên, từng làm phim, nhưng hiện cả hai đều làm trong ngành hàng không. Hương Dung bảo, cô có may mắn là có chồng hậu thuẫn, lo cơm nước và nhà cửa nên cô yên tâm đi làm. Gia đình chồng cũng ủng hộ công việc của cô. Tự nhận là người rất mạnh mẽ, rất đàn ông, có thể tự làm mọi việc. Nhưng Hương Dung thừa nhận, dù sống lý trí nhưng cũng có lúc cô không vượt qua được tình cảm. Hương Dung đã qua tuổi hưu được hơn 4 năm và cũng đã lên chức bà ngoại từ lâu. Ở tuổi gần 60, cô vẫn bận rộn đi làm đủ việc, lúc đóng phim, lúc lồng tiếng, khi đi chạy diễn xuất. Thời gian gần đây, Hương Dung vào vai mẹ của Lê Thành trong Người Phán Xử. Tuy chỉ là vai phụ, song nhân vật do Hương Dung thủ vai tiếp tục nhận được sự chú ý của khán giả nhờ tính cách ghê gớm. Dũng Nhi, Thứ trưởng Cao Đức Cẩm. Khi Dũng Nhi được mời vào vai Thứ trưởng Cao Đức Cẩm trong phim Chạy Án, nhiều khán giả nghĩ rằng hình tượng của ông không phù hợp với dáng vẻ oai phong, bệ vệ của một ông thứ trưởng. Nhưng rồi, ông đã thể hiện một cách vô cùng thuyết phục hình tượng một người cán bộ hiền lành, nhu nhược để một tay người vợ và cấp dưới thao túng dẫn đến phạm pháp. Sau thành công của bộ phim, Dũng Nhi vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, gây ấn tượng với khả năng biến hóa tài tình với cả những vai phản diện và chính diện khác nhau. Trong đó, vai Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc trong phim Bí thư Tỉnh ủy đã gây ấn tượng mạnh với công chúng. Nhiều người đánh giá Dũng Nhi thiệt thòi bởi sau hàng loạt những bộ phim thành công như Chạy Án hay Bí thư Tỉnh ủy, ông vẫn chưa một lần chạm tay vào các giải thưởng cao quý. Nói về điều này, diễn viên Dũng Nhi bình thản cho biết, tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp, tôi học sư phạm, sau đó trở thành giáo viên dạy văn, tôi vẫn chỉ là diễn viên nghiệp dư, một người tay ngang. Ông luôn tâm niệm, được sống với đam mê và nhận được sự yêu mến của khán giả đã là niềm hạnh phúc vô bờ, ông không còn mong gì hơn thế. Hiện tại, Dũng Nhi đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc với người vợ kém tuổi xinh đẹp của mình. Ông cũng hạn chế nhận phim, chỉ khi nào có vai diễn thật sự tâm đắc thì mới có được cái gật đầu từ ông. Trần Đức trong vai Giám đốc Đức. Nghệ sĩ ưu tú Trần Đức khá quen mặt với khán giả truyền hình. Ông chuyên đóng những vai phản diện như giám đốc tham nhũng, quan chức biến chất, trùm xã hội đen hay những gã lăng nhăng chuyên ve vãn phụ nữ trong các phim Chạy Án, Đầm Lầy Bạc, Lời Thú Nhận của Eva. Tuy nhiên, ông lại là một thầy giáo chính hiệu, hiện đang giữ cương vị trưởng khoa sân khấu điện ảnh và múa, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Trần Đức chia sẻ, ông được đạo diễn mời đóng vai phản diện nhiều nhất từ khi quyết định theo kiểu đầu húi cua. Hình như khuôn mặt ông, cộng thêm cái đầu húi cua nữa đã khiến các đạo diễn quyết nhắm ông vào vai phản diện. Nhiều khi chỉ cần đạo diễn đưa kịch bản là ông đã biết mình vào vai gì, đến nỗi ông đùa rằng, thèm được đóng vai lương thiện mà cũng không cho. Nghệ sĩ ưu tú Trần Đức đã từng có giai đoạn phải làm thêm nghề nhôm kính để nuôi sống tình yêu nghệ thuật trong mình. Nhiều thì thuê thêm thợ, ít thì trực tiếp làm. Đêm về, dưới ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ Trần Đức lại say sưa với từng vai diễn. Vì lựa chọn nghệ thuật, ông đã chấp nhận cả sự đổ vỡ trong cuộc sống riêng, chấp nhận bỏ lỡ những cơ hội kinh doanh lớn. Ông bảo, ngày ấy đời sống kinh tế khó khăn, nhiều nghệ sĩ đã chấp nhận bỏ nghề để đi xuất khẩu lao động. Người bạn đời của ông khi ấy cũng muốn ông từ bỏ ánh đèn sân khấu để tập trung vào kinh doanh. Đứng trước sự lựa chọn ấy, cuối cùng ông đã lựa chọn tình yêu nghệ thuật. Chỉ có thể đứng trên sân khấu, đứng trước máy quay, hóa thân vào nhân vật, ông mới được là chính mình. Hiện tại, ông đã tìm được hạnh phúc của mình sau những đổ vỡ. Đó là một người phụ nữ giảng dạy về âm nhạc. Bên cạnh đó, các con cũng đều theo nghề diễn như bố.
Hạnh phúc ấm áp ấy đã góp phần để nghệ sĩ ưu tú Trần Đức thêm thăng hoa trong từng vai diễn. Gần đây, ông cũng được khán giả truyền hình yêu mến với vai ông bố chồng tâm lý, chiều chuộng vợ con trong Sống chung với mẹ chồng. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!